quá các bạn ạ. Buổi sáng mà bắt đầu bằng một ly nước ép như thế này thì vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể mà lại vừa giúp cho tinh thần sảng khoái để có thể bắt đầu một ngày làm việc thật là hiệu quả. Trong video trước thì Thu Phương đã nhớ là giới thiệu với các bạn về khả năng xay ép của chiếc máy ép chậm rồi. Và hiện nay chỉ với một chiếc máy ép chậm như thế này thôi là các bạn có thể mở được một quán nước ép sinh tố nhỏ rồi. Ngày hôm nay thì Thu Phương muốn giới thiệu với các bạn chiếc máy ép chậm BioChef 666. Về chiếc máy này thì Thu Phương cực kỳ là ưng, bởi vì không về chỉ về chất lượng của nó đâu mà còn về chế độ bảo hành vô cùng chu đáo nữa. Được bảo hành 15 năm về động cơ đối với sử dụng trong gia đình và 3 năm nếu như sử dụng cho mục đích thương mại. Đặc biệt là nó còn có thể một đổi một trong vòng 12 tháng. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Chiếc máy ép trái cây BioChef 666 hoạt động với thông số kỹ thuật, tốc độ vòng quay là 40 vòng trên phút, công suất là 250W, ống dẫn hoa quả rộng hơn tất cả các dòng máy ép trên thị trường với kích thước là 8cm x 8cm. Máy sở hữu hệ thống chống nước thông minh tránh nước rò rỉ vào động cơ, công nghệ bảo vệ enzyme EPT, giúp cho ly nước ép của bạn thơm ngon đầy dưỡng chất nhất có thể. Bộ sản phẩm của chiếc máy ép chậm BioChef 666 bao gồm một bệ đỡ máy với motor, đi kèm là các phụ kiện. Với ba lưới ép này thì sẽ có các lỗ lọc thiết kế khác nhau để tùy từng loại trái cây mà bạn có thể mang ra sử dụng. Trong đó lưới ép lỗ nhỏ là sử dụng để mang lại cho bạn một ly nước ép thơm ngon, sánh mịn và tách bã tối đa. Lưới sinh tố để bạn chế biến những nguyên liệu hoa quả mà vẫn muốn giữ lại những chất xơ có lợi cho sức khỏe, phù hợp với nguyên liệu như là xoài, chuối, bơ, đu đủ, mãng cầu. Lưới làm kem là sự lựa chọn hoàn hảo nếu như bạn muốn có ngay một ly kem mát lạnh cho bé yêu nhà bạn và gia đình bạn trong mùa hè oi bức. Hãy cho nguyên liệu vào ngăn đá, sau đó bỏ xuống ngăn mát để giã đông 10 đến 20 phút trước khi cho vào máy ép. Hai ca đựng bã và nước ép. Trong đó thì ca đựng bã ép thì có lưới lọc, một trụ ép, một bát ép với hai cổng ra nước và cổng ra bã của nước trái cây, ống tiếp nguyên liệu, thanh nhồi, hai chổi cọ để vệ sinh máy. Bây giờ Thu Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc máy ép chậm BioChef 666. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp phần bát ép. Tiếp theo lắp đến phần lưới ép, và trên lưới ép thì có gioăng cao su để hạn chế ma sát trong quá trình ép chậm. Các bạn lắp đúng khớp nối nhé. Lắp đến phần trục ép. Sau khi lắp trục ép xong rồi thì các bạn lắp đến phần tiếp nguyên liệu. Và trên phần tiếp nguyên liệu thì các bạn có quan sát được ký hiệu. Chúng ta sẽ lắp như này và xoay sang. Như vậy là đã lắp đặt xong phần máy ép. Sau đó thì các bạn đặt ca đựng bã và ca đựng nước ép vào. Chiếc máy BioChef 666 này có thể ép được tất cả các loại rau củ quả trái cây từ cứng đến mềm mà không cần phải cắt nhỏ. Như miếng dứa to như thế này thì Thu Phương vẫn có thể để nguyên được, bởi vì là ống tiếp nguyên liệu của chiếc máy này có kích thước miệng là 8cm liền và có phần chốt khóa ở phía trên, nên là khi sử dụng thì các bạn mở chốt khóa ra nhé. Nếu như các bạn không tin thì ngay bây giờ Thu Phương sẽ test thử chiếc máy này cho các bạn xem. Để sử dụng thì đầu tiên các bạn chỉ cần nhấn nút on để bật máy. Lúc này thì các bạn có thể tiến hành ép chậm. Với những người yêu thích uống nước ép trái cây mà không vướng một chút bã sơ nào của trái cây
thì các bạn có thể yên tâm vì chiếc máy này đã được trang bị thêm một lưới lọc bã như thế này. Và với phần bã của nước ép trái cây này thì các bạn có thể tận dụng để nấu các món cháo hay là súp. Bên cạnh việc làm ra những loại nước ép táo, dứa, cà rốt hay là các loại rau củ quả khác riêng biệt thì các bạn cũng có thể mix được các loại trái cây này với nhau để tạo ra những loại đồ uống mà mình yêu thích nhé. Bây giờ mình sẽ làm món dứa cà rốt. Ở tiêu nguyên liệu của chiếc máy này rất là lớn nên các bạn có thể cho nguyên một củ cà rốt như thế này vào mà không cần cắt gọt. Trong trường hợp mà đang sử dụng chiếc máy này bị kẹt thì các bạn ấn nút review để reset lại máy. Sau đó sử dụng như bình thường. Chef 666 và hy vọng là các bạn có thể lựa chọn được loại máy ép phù hợp cho gia đình mình. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028-3833-3366 hoặc trên cổng website meta.vn để xem chi tiết và đặt online nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.